Ngủ khi lũ bạn còn thức, dàn sao Hoa Ngữ rơi vào cảnh xí hổ muốn độ thổ. Angela Baby suýt nữa là toang luôn hình tượng nữ thần nhan sắc. Châu Tấn bị cả ekip hại. Thái Trác Nhiên mới là người thảm nhất. Trên mạng có một câu nói nổi tiếng như thế này: đừng ngủ khi lũ bạn còn thức, bởi chỉ cần bất cẩn một chút xíu thôi là họ có nguy cơ bị bạn bè dìm ngay. Ấy vậy mà vẫn có những sao Hoa Ngữ lỡ quên mất điều này, để rồi vô tình lưu lại những khoảnh khắc có một không hai, khiến họ chỉ muốn đào hố để che giấu cả đời. Ngô Cẩn Ngôn. Năm xưa, nhờ quay bộ phim Diên Hy Công Lược mà Ngô Cẩn Ngôn và đàn chị Tần Lam trở thành đôi bạn thân, làm gì cũng có nhau đó. Bởi thế mà khi Ngô Cẩn Ngôn lỡ ngủ quên, Tần Lam đã chẳng ngần ngại mà chụp ngay khoảnh khắc bất cẩn của đàn em. Dù là hình dìm, nhưng Tần Lam vẫn chu đáo che bớt động tác há miệng kém duyên của Ngô Cẩn Ngôn, giúp cô chồng đáng yêu hơn. Tính tình Tần Lam tinh tế là thế, bảo sao sau khi quay xong Sâu Hoa Tỷ Đệ Năm là fan của cô cũng tăng vùn vụt. Phùng Thiệu Phong. Nếu phải chọn ra ai có nhiều khoảnh khắc ngủ khi bạn bè còn thức nhất Hoa Ngữ, Phùng Thiệu Phong mà đứng thứ hai thì chẳng ai đứng đầu đâu. Ví dụ như lần hợp tác với An Dĩ Hiên trong Tỏa Thanh Thu, vì lỡ ngủ quên trên phim trường mà ông xã cũ của Triệu Lệ Dĩnh đã bị cô đồng nghiệp chọc ghẹo hết cỡ. Hai lúc qua phim của đạo diễn Hàn Hàn, anh cũng bị chụp ngay giây phút say giấc nồng. May mắn cho Phùng Thiệu Phong là Hàn Hàn không nghịch như An Dĩ Hiên đó. Hồ Ca. Là sao hạng A kiêm nhất ca đường nhân, Hồ Ca của ngày xưa phải làm việc không ngừng nghỉ, đóng phim từ sáng đến đêm. Bởi thế mà anh luôn phải tranh thủ mọi thời gian rảnh để nghỉ ngơi, có thể say giấc nồng ngay giữa phim trường ồn ào náo nhiệt. Kết quả là trong một lần lỡ ngủ quên, ngôi sao Tiên Kiếm Kỳ Hiệp đã bị nhân viên trong đoàn phim lưu lại khoảnh khắc quên trời đất như thế này đây. Nhìn vào biểu cảm hớn hở của mọi người xung quanh là đủ để biết duyên của Hồ Ca bình thường tốt đến thế nào rồi đó. Angela Baby. Dù Angela Baby xuống dốc sự nghiệp vì bị cấm khẩu 3 tháng, nhưng lượng fan của cô vẫn đông đảo, bởi theo họ, chỉ cần Angela Baby vẫn đẹp và ăn diện thời thượng thì địa vị của cô trong lòng họ vẫn cực kỳ khủng. Ấy vậy mà có lần Angela Baby lại suýt bay mất hình tượng nữ hoàng nhan sắc chỉ vì lỡ ngủ quên trên máy bay. Thiếu trợ lý đi cùng để giúp cô giữ hình tượng lung linh nhất, bà xã cũ của Huỳnh Hiểu Minh đã bị người ta chụp được khoảnh khắc ngủ đến há hốc miệng. Dù tạo hình chẳng được đẹp lắm, nhưng may mắn là fan cô vẫn quyết nhắm mắt làm ngơ, dùng những hình ảnh lung linh khác để vớt vát hình tượng. Châu Tấn. Châu Tấn từng là một trong những nàng hoa đán có duyên người qua đường tốt nhất Hoa Ngữ đó. Bởi cô có tài nhập vai cực kỳ xuất sắc, lại thêm ngoại hình xinh xắn thanh thuần và nếp sống giản dị mà chẳng phải sao nữ nào cũng có thể bắt chước được. Cũng vì những ưu thế đó mà Châu Tấn mới được lòng các nhân viên, được họ đối xử như bạn bè. Đó là lý do mà họ đã lưu giữ lại khoảnh khắc ngủ gật cực kỳ đáng yêu của mỹ nhân như ý chuyện ở trong phòng hóa trang. Thái Trác Nhiên. Người thảm nhất trong hội sao Hoa Ngữ lỡ ngủ khi bạn còn thức chính là Thái Trác Nhiên đó. Nếu như các đồng nghiệp khác chỉ là bị chụp tư thế ngủ kém tao nhã thôi, thì Thái Trác Nhiên lại bị hội bạn hùa nhau trêu chọc nhiệt tình. Họ đã dùng son vẽ lên mặt người đẹp Tề Thiên Đại Thánh, khiến cô trông hề hước hơn. Dù bị dìm là thế, nhưng Thái Trác Nhiên vẫn xứng danh là mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kông, dù làm cách nào cũng chẳng thể chìm được đó.